chồng tôi là một người tốt nghiệp hạng ưu của trường đại học Harvard. Anh là một nhà văn và là một người trí thức, đã lập bàn thờ trong một phòng trong căn chung cư chúng tôi ở. Anh ấy lễ lại và đọc kinh. Và tôi đã nghĩ, khoan đã, người này là ai vậy? Anh ấy làm việc này bởi vì một người bạn là anh Ron Epstein đã viết thư cho anh ấy, đó là người anh ấy quen khi học đại học, đã viết thư cho anh ấy từ tiểu bang California, kể về một vị thầy phi thường mà anh ta đã gặp. Và David, một người chưa bao giờ theo tôn giáo nào cả trong suốt thời thơ ấu, bỗng trở nên mến mộ đạo Phật. Cho nên David đang tu tập theo Phật giáo. Một ngày nọ, anh ấy nói với tôi rằng anh muốn dọn đến tiểu bang California để anh ấy có thể theo học Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vì vậy, chúng tôi chuyển đến tiểu bang California và tôi đã đến Kim Sơn Tự cùng David. Và tôi phải nói rằng, không giống như nhiều người mà quý vị nghe trong những bài phỏng vấn này, Kim Sơn Tự hồi đó có vẻ rất lạ lẫm với tôi. Tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi nhớ lần đầu tôi đến đó có thiền thất tại đó. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi thiền. Tôi bắt chéo hai chân lại trong khoảng 10 phút và tôi cảm thấy thật đau chân quá. Ây da, cái này là gì vậy? Những người này đang làm cái gì ở đây vậy? Rồi tôi bật khóc. Tôi lên tầng 2 của Kim Sơn Tự. Quý vị có thể đi lên và trốn trong phòng ngủ. Và tôi đã làm thế. Tôi ngồi thiền một lúc, rồi đi trốn trong phòng ngủ. Mọi chuyện thật khó khăn đối với tôi, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với David. Và tôi có thể thấy mọi người đều rất thành tâm. Và đối với tôi, những gì đã dần dần xảy đến với tôi là tôi bắt đầu hành trì và tôi nhận ra những thay đổi ở bản thân. Lẽ ra tôi nên nói với các bạn từ trước là chúng tôi đã trở thành người ăn chay trước khi chuyển đến tiểu bang California. Và đó cũng là điều mà David đã kể với các bạn. Và sau khi ăn chay khoảng 3 hay 4 tháng, cả hai chúng tôi đều thấy rõ ràng rằng việc đó đã thay đổi chúng tôi. Việc ăn chay đã thay đổi chúng tôi qua cảm nhận là chúng tôi bớt nóng giận hơn nhiều. Chưa một ai nói với chúng tôi là nếu bạn ăn chay, tâm tánh của bạn sẽ thay đổi. Điều này thật thú vị. Ngoài ra, khi chúng tôi chuyển sang ăn chay, chúng tôi đã ngừng sát sanh. Điều này rất thú vị bởi vì chúng tôi sống ở thành phố New York trong một căn chung cư đầy gián. Tôi đã từng rất sợ những con nhện. Tôi hoảng loạn thực sự, sợ kinh khủng những con nhện. Nhưng sau khi ăn chay được vài tháng, và sau khi đã ý thức về việc không cố ý giết hại sinh mạng nào, tôi nhận ra rằng tuy tôi không thể nói rằng nhện là động vật tôi yêu thích, tôi không nói như thế, nhưng tôi không còn cảm thấy ghê tởm và sợ chúng nữa. Chúng chỉ là những sinh vật mà tôi không yêu thích, nhưng tôi có thể chung sống trên thế gian với chúng. Đây là một sự thay đổi rất đáng chú ý với tôi. Tôi đã có hai kinh nghiệm đó. Và một kinh nghiệm khác mà tôi có là trước khi chúng tôi chuyển đến miền Tây nước Mỹ, tôi đến thăm gia đình tôi, bà tôi và mẹ kế. Cả hai đều là những người nghiện rượu nặng. Và một đêm nọ, bà tôi say khướt. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy say đến thế. Điều đó khiến tôi rất khó chịu. Tôi đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Chân tôi lạnh như băng. Tôi không thể làm chân ấm lại. Tôi đã cố gắng xoa bóp hai chân. Tôi quấn chăn mền chung quanh chân. Vậy mà chúng vẫn lạnh như băng. Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ không ngủ nổi. Nếu như lúc đó tôi có mang theo thuốc an thần, tôi sẽ dùng ngay, nhưng tôi lại không có thuốc. Bởi vì tôi rất buồn bực về chuyện của ba tôi. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra David đã từng nói người ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà như là một lối tu tập Phật giáo, và tôi nghĩ dù sao mình cũng không có gì khác để làm. Tôi sẽ bắt đầu niệm Phật. Thế là tôi bắt đầu niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Thật sự tôi cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ vì lúc đó tôi đang tuyệt vọng. Và sau khoảng 10 hoặc 15 phút niệm Phật, toàn thân tôi ấm lên, đôi chân tôi cũng ấm dần lên. Và tôi nghĩ, thật là thú vị quá. Đó thật là một điều đặc biệt. Và tôi nhớ vài năm sau tôi đã hỏi sư phụ, người ta có cần phải có niềm tin? Tôi hỏi sư phụ câu hỏi này thay cho những người mà tôi biết chứ không phải cho bản thân tôi, bởi vì qua việc đó tôi đã được thuyết phục.
Tôi hỏi, con có thể khuyên người khác niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hay Phật A Di Đà? Dù họ không tin, dù họ không có tính tâm, có được không? Ngài nói rằng cứ hành trì trước rồi sẽ có tính tâm. Và câu nói đó rất có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Toàn bộ kinh nghiệm của tôi về Phật giáo ngay từ đầu là quý vị phải chỉ cho tôi thấy vì đó không phải là điều mà tôi quen thuộc. Tôi bắt đầu học Phật qua chồng tôi chứ không phải qua sự tìm tòi của bản thân. Và điều mà tôi tìm thấy là không giống như Cơ Đốc giáo mà tôi đã được dạy từ nhỏ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với Cơ Đốc giáo. Tôi thật sự không hiểu về câu cầu nguyện. Tôi không hiểu mọi người đang nói gì về câu đó. Tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với Chúa. Câu cầu nguyện không có ý nghĩa hợp lý đối với tôi. Nhưng tôi cảm thấy rằng việc thực hành Phật Pháp, giữ gìn giới luật và cố gắng sống một cuộc đời đạo đức có ý thức với tất cả khả năng mình có thể làm, thì Phật giáo sẽ đem lại hiệu quả. Pháp môn niệm danh hiệu Phật cũng có thể giúp người giảng sanh về tịnh độ, mà cũng có thể làm tăng tuổi thọ. Không những có thể kéo dài tuổi thọ của loài người, mà cũng còn có thể kéo dài tuổi thọ của loài súc sanh. Giống như con chó của quả tôm, bị tai nạn xe cộ vài hôm trước. Nó bị xe cán lên, không thể cử động, cũng không thở được. Quả tiền đến xem rồi về kể cho tôi nghe. Anh ta nói, nó chắc sẽ chết. Nó sẽ không qua khỏi, không còn cách nào để sống lại nữa. Quả tôm và quả khê hỏi tôi nên làm gì. Quả giật hỏi liệu chúng con có thể mang nó đi bác sĩ được không? Tôi nói không cần đưa đi bác sĩ. Nếu nó phải chết thì nó sẽ chết. Đưa nó đến cho bác sĩ xem. Nó đến bác sĩ trong tình trạng như thế này, bác sĩ cũng không làm gì được. Các con chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nó khỏe lại được thì nó sẽ khỏe lại. Nếu nó không bình phục, nó sẽ đi đầu thai. Chỉ có như vậy thôi. Lúc đó ngoài quả tôm, quả khuê còn có những người khác ở trong văn phòng đều vì nó mà niệm Phật. Họ niệm cho nó trong vòng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Trước sự kinh ngạc của mọi người, con chó tự nhiên đó hồi phục sau khi được niệm Phật. Ngay tại chỗ đó, nó có thể đứng dậy, chạy tới, chạy lui. Do đó, sự cảm ứng của việc niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Lại còn có mẹ của quả hứa nữa. Hôm nay bà ấy cũng đến đây. Bà ấy nói trước kia bà từng bị ngộ độc. Chúng phải một loại độc không rõ nguồn gốc. Sau đó bà cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và bà đã khỏe lại. Đây đều là những sự việc rất kỳ lạ. Bởi vậy pháp môn niệm Phật này là một pháp môn không thể nghĩ bàn. Ha ha ha,